Chúng rịp xua, nên khi nhóm chung mô hình gầm lý, nhưng khi nhóm chỉ bất lập phần này bằng ạc sát nơi vị trí sàn Pasteur Campuchia. Phần này bằng ạc sát, công phong thơ ca sắc xa xa chiêu đòi xâm khăn muối, tệ tốn vì sốc hiệp xa thiên rảnh ạc lơ ca khổ mớ nâng ca ca phía vì ca lệch lãng rồi bỏ virus thơ mấy nơi khổ nông bỏ tê Campuchia. Cô bồng nón này ca sắc xa xa chiêu cứ đầm bấy, svay nhớ vì bộ phết múc đã miễn vô tầm miễn nơi khổ nông đầm bón đại dân sắc xa. Ta múc ai chung lòng với rụt, tự đo mình nút, đôi rồi biếp nè. Chúng phúc câu ẩm lòng tìm phí, dân chăng phơ ca sắc xa xa rai chiếu, rồi vì rụt thầm mấy. Viết bông toàn chung lòng, chung ngữ, tơ mình nút, nơi khăn ông bê bạch cho bọn y tế. Dân ban cho sắc xa xa rai chiếu, lơ bà mũi khách, nơi khăn ông bà tê Campuchia. Hai dân ban cho rớ, bàm đầm bón, nơi khăn ông khách ni mũi, cứ chấp đàm bị bấy, tơ tì cọng. Cái xã hội bắt cá rồi viếng mình thi sức hạ bị bá chưa mùi nâng với chiếc thang Pasteur cứ chạp đám chạp tăng bị nam bị bọn đọc rộng buồn mong lực. Cho bác kết thả cùng rộng nít bất chí mê xã rạ xâm khăn nắc nực nông bị xài sốc hiếp xa thị rạng nạc. Đại cùng rộng nít thua ở dưỡng đẳng bị bộ phết này mục nực nông khát bài lần. Đại có lò máu mình toàn miên cạn này sắc xa nam mối đây ông pi bảo phép mục nơi lại nơi không khai tài lên hỡi ai đăng pi phải nghe chầm lòng chầm ngư xem xén cào pi chầm ngư cồn chánh chầm ngư cồn chí mọc lơ và chi bờ rót nơi không khai tài lên đang mối không đại nơi không ca chạm mối dân pra ông bà cọ bay bảo phép tì mối bi chí sentinel trap tì pi cdc light trap nâng tì bấy ov trap. Mình tỏ mốt dân chặt mục chánh. Hỏi dân thua ca nhạy dọc tại mục. Giống ca nhạy mục cứ việc bắt đầu phòng bị bạc đòi dân đá. Đời xa tờ vì mình nơi không tiện nắng vì mình mến trôi tại mục thế cứ việc trôi nơi sạch là đất tấy. Bà bà xin bà mục miên cạp bạc bái. Rồi gọi bạch bóng phần này nằm mối vì đang thua dân miên phòng bị bạc nơi không ca cầm nọt ạc tạ xa nhàn. Tôi bị dân thưa ca cầm nọt ảnh ta sinh nhanh vật hệt mù rút dân chạm mũ tự đạn được nông tiếp. Hai dân dục mù nút tự đạn được nông tu tự có đại minh sẽ tạo nập hiếp buôn ông xa xề. Nơi bây đại dân tự đo chiến thành Pasteur dân dục mù nút tự đạn được nông tu tự có đại minh sẽ tạo nập hiếp đọ phát sấp ông xa xề. Môn nâng thưa ca tết rộng virus. Pour nous, l'Institut Pasteur est un partenaire naturel. Nous avons une coopération historique, ancienne, très dense avec l'Institut Pasteur. Par ailleurs, ce projet rentre dans la stratégie française de lutte contre les maladies émergentes au niveau régional et même au niveau mondial. Et pour nous, le FSPI, qui est un projet de solidarité prioritaire innovante, est un outil tout à fait adapté puisque nous pouvons, dans ce type de projet, mettre des outils innovants comme l'aide à la formation, l'aide à la recherche. Et je pense que c'est extrêmement important de former ici les Cambodgiens qui seront en capacité de prendre des décisions, de faire les recherches dans le futur. Et en ce sens, pour nous, ce projet est vraiment important pour notre coopération bilatérale avec le Cambodge. Et vous savez que cette coopération a depuis plus d'une trentaine d'années une composante santé extrêmement forte.